Xin chào bạn, em xin tôi một con ngựa bố nha. Xin chào bạn, ngày nay tôi một là đà sa mạc. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm làm xe các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bỏ hôn nha. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con vẹt nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tô con ngựa bố, tô màu xong con ngựa bố rồi nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của họ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những ngày này là sa mạc mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của họ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào bạn, hôm nay mình chơi chú bò nha. Như vậy là sản phẩm lặn xe của mình đến đây kết thúc. Như vậy là sản phẩm bỏ hôm của mình đến đây kết thúc. Mình xin chào các bạn. Sản phẩm con vẹt của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào các bạn. Bây giờ sẽ đưa con chó con. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cái trống này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm Hà Mã nha. Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm sau vui vẻ nha. Như vậy là sản phẩm cái chồng của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào các bạn nha. Sản phẩm Hà Mã này các bạn ơi, mình đã kết thúc rồi. Xin chào các bạn. Đây là sản phẩm sâu vui vẻ các bạn ơi. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, như vậy là chú bò nhà tôi một lần. Nếu các bạn thấy đẹp thì hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đã tô màu xong con chó con. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.